lệ bạc ngôn cầu xin anh hãy tha cho tôi lúc đó khi cô giết tiêu tiêu có phải cô ấy cũng cầu xin sự thương xót như này cái chết của tiêu tiêu với tôi không có câm miệng cô cho rằng tôi sẽ tin cô sao anh giết tôi đi chết là chuyện đơn giản nhất trên thế giới này tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết cho đến bây giờ. Tôi đều hy vọng 5 năm trước, chỉ là một cơn ác mộng. Hủy bỏ hôn sự. Bác gái, con không có. Cô là một kẻ giết người, con muốn bước vào cửa lớn tần ra chúng ta. Không thể được. Đi. Mục xã Hãy để tôi nói lời tạm biệt với cô ấy. Cùng nhau bị nhốt lâu. Như vậy dừng nói tôi không chăm sóc cậu. Cầm lấy. Để tự vệ. Cậu phải biết người mà cậu phải đối mặt sau khi ra tù sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Tô Tiểu Thư, sau khi ra tù, muốn đi đâu? Tất nhiên là lệ tống nói đi đâu. Thì tôi phải đi đó rồi. Cới ra. Lệ bạc ngôn, trước khi bà nội tôi chính là bị người phụ nghe hiểu tiếng người không tôi bảo cười. Nếu là để thỏa mãn sở thích thô tục của anh, vậy thì thứ cho tôi không thể. Tôi hỏi cô, cô nghĩ rằng cô được lựa chọn không? Thả tôi ra. là làm con chim tự chui vào lồng thì có chút thú vị hơn nhỉ? Tôi biết bà của cô ở đâu, nhưng một cái áo đổi một từ, Cởi ra. anh bạc ngôn tống thanh tôi có phải đã nói với anh tối nay ai cũng không được bước vào phòng tôi mà anh bạc ngôn anh như này thì sao xứng với chị của em chứ tôi từng đồng ý với tiêu tiêu sẽ chăm sóc anh thật tốt giờ anh như này em sao có thể ăn nói với chị ấy sao có thể trách em chứ muộn như vậy vẫn chưa ngủ sao anh bạc ngôn em đã nấu canh ngọt cho anh chúng ta cùng nhau uống đi nói xong rồi một cái áo cho một tử ừm những gì còn lại tôi phải ở nhà để đợi anh về sao này là muốn tôi giết cô à được thôi tôi thành toàn cho cô anh bạc ngôn anh bạc ngôn anh bình tĩnh chút anh làm như vậy có xứng với chị gái em không cô à cô đừng sợ anh bạc ngôn uống rượu rồi tạm thời sẽ không vào đâu không hận tôi sao Sao có thể chứ? Cô từ nhỏ đến lớn đều ở hứa ra chúng tôi. Lẽ nào tôi không thể tin cô sao? Mặc dù, trước khi chị tiêu tiêu chết thì người cuối cùng chị gặp là cô. Tất cả chứng cứ cũng đều nhắm vào cô. Nhưng, nhưng tôi đứng ở giữa nhất định có gì đó hiểu lầm. Lệ lệ. Tôi đã gọi cho tần mục xã rồi. Anh vừa nghe cô ra tù liên lập tức qua đây đón có. Đây là quần áo đã chuẩn bị cho cô. Nhân lúc anh ấy còn chưa uống thì cô mau đi đi. Nhưng mà, tôi vẫn chưa biết anh ta bắt bà tôi nốt ở đâu cả cô yên tâm chuyện này tôi giúp cô nghe ngóng anh trai tin tưởng tôi cảm ơn cô nhé lệ lệ không cần cảm ơn ai bảo chúng ta từ nhỏ đến lớn đều là chị em tốt chứ nhanh đi đi mọi việc đã xong việc còn lại đành dựa vào cô rồi chỉ là một kẻ giết người cô nghĩ là tôi sẽ cho cô có cuộc sống dễ dàng hơn sao sấm nổ rồi con rất sợ mẹ ơi hay là tớ hát cho cậu nghe một bài nhé Tô Tử, chính cô đã hại chết Tiêu Tiêu. Tôi muốn cô trả nợ bằng máu, thiếu gia. Có một người phụ nữ còn trong không khí. Tôi còn cần anh làm gì? Hình như tôi biết cô ta ở đâu. Chuẩn bị xe, thuận tiện điều tra tung tích bà nội Tô Tử. 明白。你瘦了。谭总追过来，然后。 Tần Tổng. Chúng ta trở nên xa cách như vậy từ khi nào vậy? Năm năm rồi. Nhưng anh vẫn luôn đợi em. Em có biết không? Bố mẹ đã không còn để ý chuyện năm đó nữa rồi. Em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Để cho anh lần nữa được chăm sóc em được không? Nhưng... Bà nội vẫn đang ở chỗ lệ bạc ngôn. Chuyện của bà nội anh nhất định sẽ nghĩ cách. Tin anh. Hai người thú vị nhỉ. Mới bao lâu mà cô đã ở bên người đàn ông khác rồi sao? Thật là một con chim nhỏ không vâng lời. Đi cùng tôi về nhà chạm vào hôn thê của người khác. Có bản lĩnh thì động vào tôi này. Vợ chưa cười sao? Tô tử tôi nói cho cô biết. Nếu hôm nay cô không cùng tôi, tôi thề, đời này cô sẽ không bao giờ tìm được bà không có anh chúng tôi cũng có thể tìm thấy bà nội. Phải không? Vậy anh nói cho tôi, tìm kiểu gì nào? Đủ rồi. Lệ bạc ngôn. Anh đi đi. Mục giã à, mẹ vừa nhìn thấy lệ ở ngoài. Mẹ, mẹ xem ai quay về rồi này. Gì? Là con. Tiểu tử à. Cuối cùng con cũng được thả rồi. Là hai ngày trước mới ra ạ. Mẹ có thể đừng đề cập đến cái đó được không? Được không nhắc, không nhắc nữa. Con xem tiểu tử mặc ít đồ quá. Ta ấy, lên tầng bật nước nóng cho con tối nay để cho tiểu tử được ngủ một giấc ngon lành. Cảm ơn gì? Cảm ơn mẹ. Được rồi, chăm sóc tốt cho tiểu tử nhé. Anh đã nói rồi mà. Mẹ anh đã không còn để lòng chuyện năm đó nữa rồi. Cứ tự nhiên như nhà mình nhé. tiểu tử ăn nhiều chút nhé ai ra đau bụng đau chết tôi mất nhìn phu nhân như này giống như là ngộ độc thực phẩm cái gì đúng rồi sáng hôm nay tôi hình như thấy cô tô ở trong nhà bếp Tôi, con vẫn còn chưa vào nhà bếp nữa. Chuyện này không thể là do tiểu tử làm được. Con bảo đảm với mẹ. Mẹ cũng tin, tiểu tử không làm ra loại chuyện như này đâu. Ai ra đau chết tôi rồi. Thiếu ra ngài tôi... xem, người đàn bà độc ác này trước đây hại chết hứa tiêu tiêu bây giờ lại muốn đến hại tiếc cho tôi tin tưởng cô như vậy thật sự ngựa quen đường cũ sao con không có mẹ có thể đừng nói vậy không mục giã mẹ hỏi con cái túi này là cô ta mang tới có đúng không cô ta đã vào tù vì tội giết người thẩm phán đã kết án chính là trước khi các con kết hôn mẹ hỏi con con thực sự hiểu người phụ nữ này sao Mục giá, anh cũng không tin em à. Mục giá, mẹ sắp không nhịn được nữa rồi. Mau đưa mẹ đến bệnh viện. A à, đúng rồi, mẹ chúng ta đi bệnh viện. Em ở nhà đợi nhé. Đợi anh quay về. Lệ lệ vẫn là cô thông minh. Miễn là cô tìm được cách tống cô ta vào tù lần nữa, con trai ta sẽ hoàn toàn chết tâm với nó. Tô Tiểu Thư có biết một câu nói. Người phụ nữ không có phúc thì không thể bước vào ngôi nhà hạnh phúc, góc không thể ăn thịt thiên nga. Tôi đã báo án rồi. Tôi không biết điều đó với một người có tiền án giết người. Thì mức án cho tội cố ý giết người sẽ là bao năm đây? Tôi không có hạ độc. Tôi sẵn sàng hợp tác mọi cuộc điều tra. Nếu không, thì lại ngồi tù 5 năm thôi. Tôi sẽ mai dám đọc tới vị hôn thê của lệ bạc ngôn tôi. Cảnh sát sẽ không đến đâu. Tôi chính là chỗ dựa mà cô đang tìm đấy. Lệ Bạc Ngôn anh làm gì? Đây là cách mà cô trả ơn tôi báo đáp. đáp. Nếu không phải là anh thì tại sao tôi lại phải ngồi? Tần Dã và tôi bây giờ đã kết hôn thành gia đình rồi, bà nội cũng không rõ tung tích. Đây chính là tôi báo đáp anh. Rượu mời không uống uống rượu phạt án. Ngồi tù 5 năm, chỉ học được những điều này, còn mơ vào nhà Tần gia, một gia đình lớn như vậy lại chấp nhận cô, thật là nực cười. Đi, đến cục dân chính. Tôi phải ở trước mặt mọi người nói, cô là vợ chưa cưới của tôi, Lễ Bạc Ngôn đã nói là làm. Anh đang phát bệnh gì thế? Tại sao anh lại không tống tôi vào luôn đi? Tại sao lại đi cứu tôi? Đưa cô vào nhà lao thì quá dễ với cô rồi. Người phụ nữ duy nhất tôi yêu đã bị cô hại chết rồi. Kết hôn đối với tôi mà nói chỉ là hư danh thôi. Vậy anh hận tôi như vậy sao lại muốn cưới tôi? Bởi vì trái tim của Tiêu Tiêu đang nằm trong người cô. Tôi muốn cô ở bên cạnh tôi mãi mãi, sống không bằng chết. Như vậy tôi mới thấy sảng khoái. Lệ bạc ngôn anh quá bên thái rồi đó. Ừ đúng rồi. Cảm ơn người tình bé nhỏ kia của cô đã nhắc tôi. Làm như nào có thể danh chính ngôn thuân, nhốt cô ở trong nhà. Dây vò, Hành hạ và xỉ nhục cô. Anh đừng có nằm mơ. Dù có chết tôi cũng không quên anh. Khuyên cô nên suy nghĩ rõ ràng trước khi nói. Bà nội tuổi cũng lớn không thể bị nhốt như thế được. Vậy phải xem biểu hiện của cô rồi. Thế nào? Tiếp theo định đi đâu? Cục dân sự. Tống Thanh. Anh bạc ngôn ở bên trong ạ. À? Dạo này sao tôi không gặp được anh ấy? Lệ lệ tiểu thư, thiếu gia dặn dò tôi. Gần đây không tiện xuất hiện. Gặp người khác thì không tiện, gặp tôi thì sao lại không tiện chứ? Tống Thanh, anh có ý gì vậy hả? Ừ, đau quá đi. Anh bạc ngôn trong đó là ai? Anh bạc ngôn đang làm gì? Hứa tiểu thư, thiếu gia và tôi tiểu thư đã là một cặp vợ chồng hợp pháp rồi, cô không có quyền can thiệp. Cái gì anh bạc ngôn và tôi, tôi từ sao? Sao có thể chứ? Điều này là không thể. Anh cho tôi đi vào đi. Tống Thanh, anh buông tôi ra. Tôi từ cái đồ hồ ly tinh nhà cô có xứng với chị gái tôi không? lệ bạc ngôn. Anh ra đây lệ bạc ngôn. Anh lệ làm đau quá. Anh bạc ngôn, bạc ngôn, tôi sẽ cho anh biết trong năm năm ngồi tù tôi đã học được những gì. Năm năm trước. Trước ngày cưới, tôi lên cơn đau tim. Tiêu Tiêu đến bệnh viện thăm tôi. Sau khi tôi uống một ly nước, liền ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, Tiêu Tiêu ở bên cạnh tôi đã qua đời. Hung khí giết người nằm trong tay tôi. Con dao chỉ có dấu vân tay của tôi trên đó, chớ treo thay. Là trái tim của Tiêu Tiêu lại hợp với trái tim của tôi. Mọi người đều nghĩ, tôi là kẻ giết người. Hôn lễ bị hủy bỏ, tôi ngồi tù trong 5 năm chỉ có tôi biết là hung thủ là kẻ khác sau khi tiêu tiêu chết hứa ra chuyển mọi hoạt động kinh doanh cho lệ gia trong những năm gần đây thường xuyên có tin anh và hứa hôn được truyền ra ngoài lệ bạc ngôn anh mới là nghi phạm lớn nhất càng đến gần kẻ thù thì càng dễ dàng đánh bại anh ta lệ bạc ngôn Tình yêu của anh đối với Tiêu Tiêu là thật hay giả? Rồi có một ngày tôi nhất định sẽ tra ra. Lệ tiên sinh, không phải anh đã đồng ý. Chỉ cần tôi giả cho anh thì anh sẽ công thả bà tôi ra mà. Cô có tư cách gì mà nói điều kiện với tôi? Lệ tiên sinh, Anh hành hạ tôi chưa đủ sao? Cô nghĩ rằng tôi sẽ thương xót cô sao? Những điều này mới chỉ là khai vị thôi. Tôi có thể chịu được tất cả. Cô xin anh tha cho bà đừng có diễn với tôi nữa. Tôi nói cho cô biết, những gì đã hứa với cô tôi sẽ làm được. Cô ngoan ngoãn ở lại đây, không được phép đi đâu cả. Đem người đi cho ta. Người xấu. Ngài không thể đưa bà ấy đi. Như vậy tôi không biết phải ăn nói như nào với lợi các người dùng danh nghĩa của tôi. Mang bà ấy qua đây xong có nghĩ đến ăn nói với tôi như nào không? Đem đi, sáng sớm mai liên lạc với Tô Tử. Vâng. Alo, phu nhân. Lệ thiếu, anh đã đem người phụ nữ điên đó đi rồi. Ăn hại. Ngay cả người phụ nữ bị điên cũng không giữ được. Tôi cần các người làm gì? Con hỏi mẹ, rốt cuộc mẹ muốn làm cái gì? Rất hiếm khi lệ lệ về nước, con không cùng con bé qua đêm nay. Lại chạy đến chỗ ta để hỏi tội sao. Mẹ muốn làm gì cũng được, nhưng con cảnh cáo mẹ, đừng có động đến tên con. Hỗn láo. Là mẹ bình thường nuông chiều con quá, nên con không biết tôn ti trật tự gì đúng chỉ là bà của một kẻ sát nhân. Sao con cứ phải sốt sắng như vậy? Đừng quên là, tô tử chính là kẻ sát hại vợ con. Vì thế, việc này không đến lượt con nhúng tay đừng nói với mẹ con đã nhưng chúng kẻ giết người kia chứ sao có thể chứ vậy thì tốt con chọn thời gian cùng với lệ lệ tổ chức hôn lễ đi đều trưởng thành hết rồi xin lỗi mẹ con chỉ coi lệ lệ như em gái của mình nếu để kết hôn con sẽ chọn người khác Không muốn đâu. Không, không, không. Tiểu tô của ta, bà nội, là tiểu tô của bà đây. Người xấu, người xấu. Tiểu tô của ta đâu? Cô là người nhà của bệnh nhân à? Bệnh nhân phải trả 30 vạn tiền nằm viện, thuốc thang. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Có thể cho tôi chút thời gian không? không có tiền thì mang bà già này cút đi. Bệnh viên là nơi trị bệnh cứu người, các người không thể như thế được. Tôi sẽ nghĩ cách mà. Cô có phải người 5 năm trước? Kẻ sát nhân mà trên TV có nói đúng không? Quả nhiên là cô. Chuyện của cô vài năm trước đã khiến cho dư luận xôn xao. Bây giờ còn dám đến bệnh viện làm loạn sao? Cô với bà lão này đều cút đi cho tôi. Ông làm gì đấy? Làm gì sao? Đó không phải điều hiển nhiên, khi không có tiền thì tôi bảo cút ra khỏi bệnh viện này sao? Muốn tiền viện phí đúng không? Tôi thay cô ấy trả. Anh đến làm gì? Đến xem trò cười của em đúng không, không phải? Anh nghe nói em tìm thấy bà nội rồi, anh liền vội qua xem. Đây là chuyện riêng của em, không cần phiền đến anh đâu. Anh đi đi. Để anh nộp tiền viện phí Em cũng không muốn. Bọn họ đuổi bà nội ra ngoài đúng không? Nếu anh động vào 30 vạn này, thì tiền phu nhân sẽ làm sao? Lệ thiếu. Tối qua vẫn nằm trên giường của lệ gia. Hôm nay lại cùng với tần gia có quan hệ rồi sao? Tần thiếu gia tôi hỏi anh. Anh có biết cô ấy là phụ nữ đã có gia đình không? Tiểu tử, lệ bạc ngôn. Rốt cuộc anh đã làm gì bà? Tại sao bà ấy lại biến thành bộ dạng tôi lên cứu bà của cô ra ngoài? Đây chính là sự báo đáp của cô à? Tôi gả cho anh, anh giúp tôi cứu bà nội, nó cũng chỉ là trao đổi lợi ích, lấy đâu ra việc báo đáp? Cô giỏi rồi, để lại sẹo rồi quên đau đúng không? Đi cùng tôi, tiền viện phí. Anh có biết người mà anh đuổi hôm nay là ai không? Tôi nói cho anh biết, từ hôm nay trở đi sẽ không còn bệnh viện nào cần anh nữa đâu. nói ngắn gọn ba vạn cô muốn trả thế nào tôi có thể ra ngoài chỉ dựa vào chút tiền lương ít ỏi chỉ với ba mươi vạn tôi cũng không đủ kiên nhẫn tôi có thể làm việc cho anh làm việc làm như nào dùng cơ thể cô để làm thì sao tôi thấy bẩn lắm nhưng có mọt vào người lại thấy sạch tối nay hãy đi tiếp đãi bọn họ xuống xe anh có ý gì vậy tôi xin lỗi cô mù à ngẩng đầu lên những người anh em cô gái này nhìn cũng không tồi anh lý đây chỉ là một cô bé đừng thôi. làm khó cô ấy không liên quan đến cô ngồi xuống đi quay lại đây cho cô đi chưa em gái nếu em hầu hạ tôi tốt thì không sao cả nếu em không hầu hạ tốt cho tôi thì chúng ta không xong đâu đến đây phải kính trọng Thật trùng hợp lý tổng. Không có làm phiền các ngươi chứ. Ô đây không phải mục tổng sao. Lâu rồi không gặp. Cô gái này cũng có khí phách đó chứ. Tôi đề nghị thay đổi cách chơi. Rượu này cô uống đi. Cô uống bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu. A à, mục ra. Đây là một cô bé mới đến. E là không quá. Tôi uống. thiếu gia cô gái ở bên kia gọi qua cô tô tử đã bị mục thịnh vũ để mắt đến mục thịnh vũ ông ấy sao có thể đi đến nơi đó chứ Mục thiếu. Uống nhiều như vậy, anh phải giữ lời hứa đó em gái tôi có cách kiếm tiền dễ hơn nhiều so với việc uống rượu cái gì chỉ cần cô ngoan ngoãn hầu hạ tôi một đêm số tiền uống rượu còn lại tôi sẽ mua cho cô tôi đã bảo đừng chạm vào tôi cô bán rượu thì cũng bán bán thân thì cô cũng bán rồi còn giả vờ cái gì mục tổng anh đây là có ý gì thế? Người mà tôi nhắm tới. Cũng không đến lượt thứ bẩn thỉu như anh chạm vào. Đều cút đi cho tôi. Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra. Anh nói là cô ta sao? Từ lúc nào, Mục Thiếu lại thích ôm vợ người khác vậy? Đường đường là lễ tổng tài phu nhân, lại ở đây uống rượu kiểm tiền. Lệ Tổng. Như này là, anh cũng rất thiếu tiền nhỉ, việc của tôi không cần anh quản. Nhìn vẻ mặt của hắn vừa rồi, Tô Tử không đơn giản chỉ là vật chứa trái tim. Lệ bạc ngôn anh làm cái gì thế? Cô uống cùng nhiệt đến mức Đến cái loại rác rưởi đó cũng cần sao? Không phải là anh nói đó à? Để cho tôi phục vụ bọn họ. Tôi hỏi cô, cô cứ như vậy mà không chịu được cô đơn sao hả? À? Không phải lệ công tử nói. Thấy tôi bẩn thỉu sao? Tôi chính là thấy cô bẩn đó. Chỉ cần chúng ta không ly hôn, thì cô cũng đừng nghĩ đến ngày được đi, trừ khi tôi chết. đừng giả vờ nữa. Dậy đi. Tỉnh dậy. Người đâu? Nhiễm phong hàn, sốt cao kéo dài, rượu càng làm vết thương thêm trầm trọng. Nếu cậu muốn giết người thì đừng có gửi đến chỗ tôi. Trái tim của Tiêu Tiêu thế nào rồi? Cậu cũng biết trái tim của Tiêu Tiêu nằm trong cơ thể cô ấy hả? Lệ Bạc Ngôn, tôi khuyên cậu đừng chơi đùa với lửa nữa. Căn bản tôi vẫn thấy chưa đủ. Tôi biết anh thật cô ấy, ở trong tù cậu đã tìm biết bao người đến hành hạ, hạ cô ấy tôi cũng nghe nói về nó nhưng cô ấy bị đánh thành như thế này lẽ nào vẫn chưa đủ sao hơn nữa trước đây căn bản là không đủ chứng cứ tôi hỏi cậu chỉ có dấu vân tay của cô ấy trên con dao ngoài cô ấy ra thì còn ai bỏ đi đừng trách tôi không cảnh báo cậu tôi vừa kiểm tra cơ thể cô ấy dương cơ, cơ, cơ thể của cô ấy cơ không cơ bình thường có lẽ là từ trước bệnh xuất phát khi cô ấy ở nếu anh cứ hành hạ cô ấy như thế này trái tim của tiêu tiêu sẽ Lệ Bạc Ngôn, anh ấy đã ở đây cả đêm sao? Tại sao chứ? Tỉnh rồi. Tống Thanh. Đổi đi. Làm gì vậy? Dọn dẹp. Dậy đi làm. Anh lại muốn tôi đi phục vụ ai Cô à? không đi làm. Sao có tiền để trả tôi? Ngày mai bắt đầu đến công ty báo cáo. Trước đây anh đã đặc biệt nói với chị Hồng chỉ để cho cô ấy bán rượu và không được chuyện này anh không nói với cô ấy hả? Cậu có nghĩ tôi cần phải giải thích không? Cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây. Không có gì. Khi nhận được tin nhắn của cô thì tôi đã đi rồi. Cô đừng trách bọn họ nhé. Là bên trên đã nói rồi, không để cho cô sống tốt đâu. Ăn đi. Bà nội. Đợi con ra ngoài, 1411 thăm tù. Anh là... Tôi là ai không quan trọng, nhưng chúng ta có một kẻ thù chung. Thực ra, nếu cô Nhi thiếu tiền, có thể, thể, thể trực tiếp nói với, với tôi. Rốt cuộc thì chúng ta có hợp tác không? Không cần nữa, lần tắc lần đầu tiên thì đã nói xong rồi, tôi đi tìm hung thủ. Còn anh đánh bại lệ thị, giúp đỡ lẫn nhau. Tiền viện phí của là việc của tôi. Tôi sẽ tự mình nghĩ cách. Ngày mai tôi phải đến lệ thị làm việc rồi. Khổ lục kế này thật sự có tác dụng nhỉ. Hợp tác vui vẻ. Lệ bạc luôn. rốt cuộc anh là người như nào? Chào lệ tổng. Ái, người phụ nữ kia là ai? Thế mà lại cùng lệ tổng đến công ty, lẽ nào không biết? Hứa tiểu thư hôm nay cũng đến sao? Cũng chỉ là không nhìn kỹ bản thân thôi. Với tư sắc đó làm sao mà sánh được với hứa tiểu thư? Hứa tiểu thư được chính lệ phu nhân định sẵn là phu nhân tổng tài. Đừng nói nữa, hứa tiểu thư đến rồi. Chào hứa tiểu thư, lệ tổng đâu? vào trong rồi hạ vào trong văn phòng. Tô tử Lệ lệ Sao cô Thì lại đến là... rồi Bác gái vẫn chưa nói với anh à? Bà ấy bảo em đến làm quen với công việc và đảm nhận vai trò quản lý. Ồ, oh, anh bạc Hương em vừa đến công ty chưa kịp tuyển trợ lý, hay là hãy để cô ấy làm trợ lý cho em đi. Nhân tiện, tô tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đợi đã. Tiểu tử à, gần đây khoảng thời gian này, ở cùng với anh Bạc Ngôn có đủ xài không? Vì bà nội tôi thực sự cũng hết cách rồi. Như vậy đi cô với bác gái có quan hệ tốt, cô giúp tôi cầu xin để lệ Bạc Muông tha cho tôi đi. Cô giờ là tổng tài phu nhân của lệ tổng rồi. Còn cầu xin tôi làm gì? Anh ấy luôn coi tôi là kẻ thù. Cũng chỉ là vì để trả thù tôi thôi. Đó chỉ là một sự xúc phạm đối với tôi. Chuyện này cũng chết tôi. Không thể giúp cô tìm được bà nội. Đi chuẩn bị hai tách trà. Đợi một lát rồi mang đến văn phòng làm việc. Hai vị bộ không phí này, tôi vừa đến hầm băng nào sao? Tiểu tử đâu? Tân Tổng. Đây chính là thái độ khi bàn chuyện làm ăn, ăn sao. hứa tổng trà mà cô cần sao em lại ở đây anh bạc anh bạc ngôn nếu lần sau có thể hợp tác đối với hai nhà chúng ta mà nói đều là chuyện tốt mà tần tổng và tô thư ký cũng quen nhau không bằng sau này để tô thư ký phụ trách công tác tiếp nhận và bao giao công việc đi Tần tổng. Về việc của phòng kinh doanh thì có em phụ trách đối ứng với anh, em ở đây có ổn không? Lệ Bạc Ngôn có bắt nạt em không? Tiểu Tô, anh muốn nói về chuyện trước đây của chúng ta, nếu anh muốn nói về những lời này thì không cần thiết đâu. Em tiễn anh ra ngoài. Tiểu Tô, em sao thế, lại hạ đường huyết rồi đúng không? Ăn cái này đi. Anh cũng không cần em tiễn nữa, em nghỉ ngơi đi đã. Hóa ra anh ấy vẫn nhớ. Lệ tổng. Khi anh Nếu cùng giám đốc hứa nói thái thái về thái việc nghiệp, kinh doanh, thì tôi còn có nhớ công ty chúng ta thái không có cửa hàng thái kinh thái doanh áo cưới đúng không? Tôi chỉ đột nhiên thái nghĩ ra. Hình như chúng ta vẫn chưa thái chụp thái ảnh thái cưới phải không? Anh vào đây làm gì? buông tôi ra sao thế kết hôn lâu như vậy rồi còn ngại sao mục xã anh thấy bộ này đẹp không anh mục xã có đẹp không nghe thấy chưa hôm qua người đàn ông đưa cho cô sô cô la hôm nay lại cùng người phụ nữ khác thử váy cưới có muốn chúng ta thu hút họ qua đây không hết đi hãy để anh ta thấy cô đang bị tôi đè xuống như này nói không chừng anh ta sẽ hủy hôn ước với cô ấy chứ hét đi, hét lên đi, tôi bảo cô hét đi. vô vị. Tiểu tô em nghe anh giải thích Hồ sư này chính là mẹ anh sắp đặt. Em biết người anh yêu là em mà. Tần tiên sinh vẫn là nên đuổi theo vợ chưa cưới của anh đi. người anh yêu là em. mọi thứ khi chúng ta còn nhỏ đã quên hết rồi sao? lúc nhỏ. khi em bị hứa lệ lệ bắt nạt bị cô ta đuổi ra khỏi nhà thì anh luôn tặng cho em sô cô la anh nói nhà anh chính là nhà em nhưng bây giờ anh vẫn chưa đưa em về nhà được tiểu tô anh biết em rất giận anh nhưng anh bảo đảm với em hãy cho anh một chút thời gian anh nhất định sẽ khiến mẹ chấp nhận chúng ta tôi sẽ không đồng ý đâu mẹ sao mẹ lại đến rồi tôi không thể đến à con để nana một bên lại cùng với kẻ giết người ở này. cùng nhau, mau cùng mẹ quay về mẹ. Tiểu tử không phải kẻ giết người, con trai, con quên chuyện cô ta đã hạ độc mẹ lúc trước phải ở lại bệnh viện bao ngày rồi sao? Đi, đợi đã. Tần tiên sinh, chúng tôi đã kết hôn rồi. Sau này những hành động gây hiểu lầm như này thì ít làm thôi. Đi thôi. anh đang cố ý sao anh cố tình đưa tôi đến tiệm áo cưới cố ý cho tôi thấy vợ chiếc cưới của tần mục giã cố ý để bác gái tiền đến để sỉ nhục tôi đúng không tôi chính là cố ý đó Cô còn muốn biết tôi vẫn còn cố ý làm điều gì không? Là tôi đã làm mối cho tôn thị và tần gia, là tôi cố tình để bọn họ đến tiệm áo cưới này, cũng là tôi để tần thị đến công ty đàm phán hạng mục. Ai? Tô Tử. Nếu nội tâm của cô không được nới lòng, thì sao có thể chịu được đòn chí mạng này chứ? Làm gì thấy Mặc thành như này rồi, còn muốn đi đâu? Đúng nhỉ? Tôi bây giờ còn có thể đi đâu nữa? hứa ra không còn tần gia cũng không cho tôi bước vào bà ngoại cũng bệnh nặng nằm viện tôi còn có thể đi đâu đều là anh nếu không phải vì anh hôm nay tần mục xã thì người vợ chưa cưới được đem đến là tôi rồi bà nội cũng sẽ không xảy ra chuyện là anh là anh chính là vì anh tôi nói cho cô biết đó chính là báo ứng khi cô hại chết tiêu tiêu tôi đã đồng ý với cô tôi sẽ tra tấn cho đến khi cô sống không bằng những thứ này chỉ mới khởi đầu thôi chị tiêu tiêu không phải do tôi giết Bây giờ cô ấy sao rồi? Có phải trái tim bắt đầu bài trừ rồi? Bây giờ lại bắt đầu lo lắng rồi. Yên tâm đi. Trái tim của cô ấy được cây ghép từ 5 năm trước, nên đã hoàn toàn thích nghi với cơ thể cô ấy. Vì thế, khả năng cao là sẽ không có trường hợp bị bài trừ. Vậy cô ấy là bị làm sao? Chắc hôm nay đã bị kích thích, nên thân thể cảm thấy không tốt. Nghỉ ngơi thêm vài ngày là ổn. Lần trước tôi đã nhắc nhở anh rồi, đừng làm điều gì ngu ngốc nữa. Rồi đến lúc hối hận không kịp đấy. Bà nội, Bà ơi con mệt quá. Tô Tử. Lẽ nào thật sự không phải là cô? Ừ. Tống Thanh, ngay lập tức giúp tôi sắp xếp chi tiết lại. toàn bộ vụ án giết người của Tiêu Tiêu 5 năm trước. Đừng đi mà. Bà nội đừng đi, bà ơi đã sáng rồi còn phát điên gì thế anh sao anh lại cởi nằm bên cạnh tôi vậy tay của tôi Cô phải làm cho rõ. Tối qua, chính cô là người cuốn lấy mãi mà không đi mà. Hơn nữa, giờ chúng ta đã là một cặp vợ chồng hợp pháp rồi, cùng nhau ngủ. Không phải rất bình thường sao? Lệ bạc ngôn. Thu dọn, thức dậy và đi ăn sáng đi. Hãy xem kỹ kế hoạch đấu thầu này đi. Đây không phải lần đầu lớn nhất gần đây của lệ thị sao? Anh giao cho tôi. Dựa vào chút tiền lương của cô, năm nào mới có thể trả lại tiền cho tôi. Đợi kế hoạch này hoàn thành rồi. Cổ tức của dự án đủ để cô trả nợ rồi. Anh lại đang dở trò gì nữa vậy? vậy thì cô trả cho tôi. lệ tổng, lời nói ra thì không rút lại, làm gì có chuyện cho rồi đòi chứ. lệ bạc ngôn, không quan tâm mục đích của anh là gì, tôi đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. lệ tổng, đây là phương án tổng thể cho lần đấu thầu này, mời anh xem qua. Anh Bạc Ngôn. Tôi tổ chức giờ chưa từng hiện qua một dự án lớn như vậy, để cô ấy phụ trách việc đấu thầu lần này. Nếu xảy ra chuyện... Cô đây là đang nghi ngờ quyết định của tôi à? Sao có thể chứ? Việc đấu thầu dự án này được giao cho cô. Hy vọng cô đừng làm tôi thất vọng. Hứa tiểu thư mời tôi đến đây là có chuyện gì sao? Người nghe thẳng không nói vòng vo, vậy thì tôi nói luôn vậy. Tôi biết cô luôn quan tâm quan hệ giữa tần mục giã và tô tử. Tôi cũng rất quan tâm đến anh bạc ngôn. Vì thế chúng ta có cùng một kẻ thù chung. Có ý gì? Ở đây tôi có một thương vụ rất quan trọng. Đối thủ linh doanh không đội trời chung của lệ bạc ngôn, mục thịnh vũ. Trùng hợp là, nghe nói Mục Thịnh Vũ và cô tôi đây là người quen cũ, cô chỉ cần tìm cơ hội mời anh ấy đến lễ thị, tôi chụp bằng chứng anh ta và Tô Tử ở riêng với nhau. Đến lúc đó, tôi Tử cô ta, dù có trăm cái miệng cũng không giải thích được, nhưng tôi giúp cô thì có lợi ích gì chứ? Cô và Tần Tổng không phải muốn ra nước ngoài để cư sao, chỉ cần có bằng chứng Tô Tử đã đánh cắp bí mật kinh doanh được đưa ra thì từ giờ trở đi sẽ không có chỗ cho cô ta trong công việc kinh doanh. Tân Tổng cũng sẽ không cho bất cứ cơ hội nào, dù bất cứ nơi đâu, dù tình cờ gặp nhau. Hợp tác vui vẻ. Xin lỗi. Là anh. Nghe nói đối tác của tôi, gần đây có chuyện giấu tôi, tôi rất buồn anh làm sao lại vào đây đây là lệ thị anh muốn để những người biết được quan hệ chúng ta sao đương nhiên sợ rồi nhưng tôi càng sợ đối tác của tôi thay đổi tôi muốn tự mình giải quyết là chỉ có chuyện này thôi à đây là nơi công cộng chúng ta ít tiếp xúc sẽ tốt hơn tô tử hay là chúng ta cược đi nếu cô thua cô phải mời tôi ăn cơm xin lỗi anh bạc ngôn anh không nghĩ dự án lần này thua có chút kỳ lạ sao vốn dĩ việc đấu thầu có thắng có thua là chuyện bình thường nhưng lần này mục thịt giống như họ đã biết trước kế hoạch chỉ ra và đánh vào điểm yếu của chúng ta Rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Anh Bạc Ngôn, liệu có khả năng có người tiết lộ kế hoạch của chúng ta ra ngoài không? Bản kế hoạch này luôn là tôi bảo quản không thể bị lộ được. Đó chính là vấn đề đang bàn luận mà. Cô nói, kế hoạch này không thể bị lộ ra ngoài, nhưng mà chỉ có cô biết. Không phải cô làm lộ, thì còn có thể là ai? Tôi không có. Lệ Tổng. Đã nhường rồi. Tiểu Tô à, đừng trách tôi nhiều chuyện, kế hoạch này luôn là do cô giữ nó, chưa từng qua tay người khác, hơn nữa, gần đây ở công ty tôi có nghe được một số tin đồn. Lúc đầu thì tôi có không tin, cho đến khi tôi nhìn thấy những bức ảnh này. Nếu cô giỏi rồi, đã dùng người thì không nghi, tôi tin cô. Anh bạc ngôn, đủ rồi đừng đi sâu vào vấn đề này nữa lần sau cố gắng là được ngay ra đó làm gì về nhà xem ra hứa lệ lệ không đơn giản như tôi tưởng tượng hung thủ cũng có khả năng là cô ta Bác gái tiền luôn phản đối cuộc hôn nhân của mình và mục giã vì để ngăn cản chúng tôi, bà ấy liệu cũng có liên quan không? Lên xe. ngây ừ. ra đó làm gì lẽ nào tôi cô muốn tôi thực sự nghi ngờ cô à tôi chỉ cũng chỉ muốn thử là... tin tưởng tôi cô xong một xong lần xong. thôi cảm ơn anh đi đi Giám đốc hứa cô. Đây là nhà máy lớn nhất của công ty. Gần đây có một số quản lý đã chủ động đình công. Cô hãy đến đó giải quyết đi. Giám đốc hứa. Đó không nằm trong phạm vi công việc của tôi. Cô đã làm hỏng dự án đấu thầu lớn như vậy. Mà bây giờ tôi bảo cô đi xử lý dự án nhỏ không được à? Trước tiên, tôi không làm hỏng vụ đấu thầu. Thứ hai, tôi chỉ là thư ký của cô. Vấn đề của nhà máy nên giao cho bộ phận sản xuất. Nhưng vì đã được giám đốc hứa sắp xếp. Vậy thì tôi đi vậy. <laughs> đây không phải là nhà máy của công ty sao sao lại có thể bẩn như vậy anh muốn làm gì không thể mất cảnh giác cô ấy hả à? là thực sự được cử qua đây cho mấy anh em chúng tôi sảng khoái một chút sao thích như đừng lại đây Tôi đã nói đứng lại đây mà Có muốn chết đúng không Cô nghĩ là tôi sợ cô sao Làm việc đó với thủy thể càng sảng khoái Lão đại Như này thì làm sao đây Nếu có người bị chết Thì chúng tôi gánh sao nổi Chơi xong giao rồi thì trả lại đi Cô nghĩa là như này thì chúng tôi sẽ sợ à? đừng qua đây, tôi đã nói đừng qua đây rồi. kế hoạch của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. anh muốn đi đâu? Tôi hiện tại có chút việc gấp, một lát nữa tôi quay lại, đợi đã. Thế thì anh phải suy nghĩ cho kỹ, nếu muốn hợp tác với tôi trong dự án này thì sau này phải xếp hàng dài đó. Tôi tử, nhiều nhất là nửa giờ nữa. Đàm phán xong dự án này tôi sẽ đi tìm cô. Vừa nãy, mua dao với súng này, cũng khá vui vẻ đó chứ. Anh cho tôi ăn cái gì thế đương nhiên là đồ tốt rồi. Một lát nữa cô sẽ cảm thấy thoải mái. Cô xin bọn tôi cứu cô đó. Thả tôi ra. Đừng vùng vẫy nữa. Cô càng ngọ nguậy càng hét lên. Hiệu quả của thuốc càng đến gần hơn. Một lát nữa, tôi xong việc rồi. Hai người, ai lên trước? Tôi trước đi. Đại ca, anh muốn làm gì thế dám chạm vào người phụ nữ của lệ bạc ngôn ta là muốn tìm chết à lệ thiếu lệ thiếu lệ thiếu tôi xin lỗi tôi được lệnh làm việc này chúng tôi tưởng cô ta cô ta là đến bán thân về anh đang nói cái gì anh nói là ai đã bán ra tôi xin lỗi tôi xin lỗi là tôi nói sai lệ thiếu. tôi có mắt mà như mù cút cho tôi nhanh đi nhanh đi cô không sao chứ rốt cuộc vẫn là muộn một bước sao. Sao rồi? Tôi cũng không ngờ nha. Có một ngày, tôi ở nhà của khách hàng, giải quyết vấn đề kích thích tình dục cho cô ấy. Ôi cậu nói cậu. Muộn như vậy rồi, tự mình giải quyết không được sao. Chú ý lời nói của cậu một chút. Sao nào? Xấu hổ rồi. Không ngờ, chúng ta đường đường là lệ đại công tử. Chỗ đó không ổn à? <laughs> ha 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 chữa xong rồi thì mau đi ra ngoài được 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 thực sự thiếu tôn trọng quá đúng rồi tác dụng của thuốc vẫn chưa hết bản thân tự giải quyết nhé tống thanh thiếu gia những gì đã xảy ra tối nay giúp tôi điều tra rõ ràng còn ba tên xã hội đen đó giải quyết chúng cho tôi lệ bạc ngôn cái chết của tiêu tiêu đều là vì cô ta cô sao có thể đừng mà cuộc thi piano cũng thua rồi mặt mũi của lệ ra đều mất sạch rồi bữa tiệc tối nay con không cần tham gia nữa sau này con sẽ không thua nữa đâu mẹ ơi mẹ có thể thả con ra ngoài không trời sấm sét rồi con sợ lắm mẹ ơi ồn ào quá. Cậu đánh thức tôi dậy rồi đó. Cậu là ai? Tớ đang chơi trốn tìm. Nhưng bọn họ đã bỏ quên tớ ở đây. À, cậu sợ sấm sét sao? Đồ nhát gan, hứ, cần cậu quản sao? Được rồi, tớ sẽ hát cho cậu nghe thì cậu sẽ không thấy sợ nữa. Khi bà hát bài hát này cho tớ nghe, thì tớ không còn sợ nữa. Những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Bầu trời đầy sao nhỏ. Tớ phải đi rồi bà chắc là đang tìm tớ cậu không đi sao mẹ tớ nhốt tớ lại rồi tớ không ra ngoài được vậy tớ bật đèn lên thì cậu không sợ nữa rồi cảm ơn cậu đúng rồi cậu tên là gì thế tớ là hứa tiêu tiêu <laughs> trong giấc mơ vẫn gọi tên tiêu tiêu có vẻ như anh thực sự yêu cô ấy hung thủ có lẽ không phải là anh vì sao trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu là anh sao? Tôi không phải hứa tiêu tiêu. Ôi ra tiểu tử của ta, con đi đâu thế? Bà đã tìm con cả ngày. Con vô tình ngủ quên khi đang chơi trốn tìm. Nhớ này, con cái của người không được phép tham dự bữa tiệc. Nếu bị ai đó phát hiện thì làm sao? Bà nội yên tâm, người khác hỏi con, con đều nói mình là hứa tiêu tiêu, dù sao thì chi tiêu tiêu thân thể không khỏe, cũng không ra ngoài được. Chuyện ở nhà máy lần này, mọi bằng chứng đều hướng tới cô hứa, lệ lệ, sao có thể? Lệ lệ giống với chị cô ấy, đều là người rất đơn thuần, cậu có chắc điều tra có sai sót chứ? Chắc chắn không đâu, đó là kết quả điều tra của chúng tôi trong 3 tháng. Đây là hồ sơ điều tra từ 5 năm trước từ phương diện này xem ra cái chết của tiêu tiêu tử cũng có nhiều nghi ngờ lớn bác sĩ từ trong cơ thể của tiêu tìm thấy một lượng thuốc ngủ nhất định bên phía cơ thể của tô tử tiểu thư cũng tra ra theo như thời gian tiêu tiêu tiểu thư chết anh là nói thời gian mà tiêu tiêu chết thì tô tử vẫn chưa tỉnh dậy sao tô tử lẽ nào tôi thực sự hiểu lầm cô sao tô tiểu thư kết quả kiểm tra cho thấy bạn đã mang thai được 3 tháng rồi tôi có nên từ bỏ việc trả thù không đem theo bà chúng ta cùng nhau đi đến một nơi xa có được không kẻ sát nhân thực sự đã giết chị tiêu sẽ không bao giờ tìm được nữa bởi vì họ nghĩ hung thủ giết người là con nhưng bà nội con thật sự rất mệt đừng khóc Ký đi chứ, từ hôm nay trở đi, rời khỏi tập đoàn lệ thị, anh bạc ngôn. Rốt cuộc là sao? Em đã làm sai điều gì? Hứa lệ lệ. Cô là em gái của Tiêu Tiêu. Vì vậy tôi cũng coi cô như em gái của mình. Nhưng chuyện cô ở nhà máy, cũng quá đáng rồi, em gái. Bạc ngôn, anh có biết, từ lúc nhỏ em đã thích anh, em không muốn làm em gái của anh, em là muốn thành đủ rồi. Nếu không phải vì cô là em gái của Tiêu Tiêu. Chuyện cô làm nhục lệ phu nhân, tôi sẽ không điều tra thêm nữa nhưng đừng thách thức giới hạn của tôi. Anh đừng quên. Ai nói lệ thiếu phu nhân chỉ có một. Lệ bạc ngôn, anh như này có xứng đáng với chị tôi không? Được rồi, tôi sẽ thu dọn đồ đạc và rời đi ngay bây giờ. Tô tử. Tôi chắc chắn sẽ khiến cô phải trả giá. Quay về rồi. Sao, Sao nào? À? Một ngày không quyến rũ đàn Cô thì khó chịu đúng rồi. không? Cô một, một ngày không quyến rũ thì thấy khó chịu đúng rồi. không? Anh phát điên gì thế? Mau buông tôi ra. Đừng có đợi bệnh. Cô chỉ là vật chứa. Trái tim của tiêu tiêu thôi. Cô có quyền gì mà chống lại tôi? Sao hả? Lệ đại công tử, bị vật chứa như tôi quyến rũ chưa? có vẻ như mẹ không thể ở đây được nữa rồi. Con khốn tô từ đó, không biết ở bên cạnh anh Bạc Ngôn đã nói cái gì rồi. Anh Bạc Ngôn vậy mà đã đuổi ra khỏi công ty. Ôi lệ lệ à, để con chịu ấm ức rồi. Tô tử, có vẻ như ta đã đánh giá thấp người phụ nữ đó. Bác gái bác nhất định phải giúp con làm chủ. Con yên tâm, con dâu ta thừa nhận, chỉ có mình con. Ta không thể nào để cho kẻ giết người đó bước vào đây. Bạc ngôn, trò chơi của thằng nhóc này, nên kết thúc rồi. Hay là chúng ta đi tìm người bà? Bị điên đó của tô tử ở đâu? Đánh vào điểm yếu của cô ta. Chỉ cần bắt được tầm nhìn phía sau của kẻ thù thì có thể dùng một đòn để hạ gục cô ta. Hẹn hò với cô được một lần thật khó quá. Sao rồi? Lần trước ở nhà máy. Không sao chứ. Không chết. Đến cũng quá muộn rồi. Nghe xong câu này sao tôi cảm thấy cay đắng thế nhỉ? Nói ngắn gọn, đó là chính là dấu chấm cho sự hợp tác của chúng ta. Tại sao chứ? Bởi vì Tần Thiếu đã hợp tác với người khác sau lưng tôi. suýt chút nữa thì hại chết tôi. Hóa ra cô đã biết rồi. Thực ra tôi muốn càng nhanh, đủ rồi. Còn có, lệ bạc ngôn không phải hung thủ. Tôi có tiếp tục ở lại bên thì cũng không tra ra cái gì. Bây giờ bà cũng được cứu ra rồi. Chỉ cần tôi và bà rời khỏi thành phố này, sống đơn giản qua ngày là được. Tôi sợ là không thể giúp mục thiếu nữa rồi. Muốn kết thúc thì kết thúc. Cô nghĩ là đơn giản vậy sao? Vậy mục thiếu còn có yêu cầu gì? Gả cho tôi. Cái gì? Thiếu gia, gần đây, khi tôi tìm kiếm hồ sơ của thiếu phu nhân, phát hiện cô ấy cùng với mục thị đang trò chuyện rất thân mật. Cô ấy sẽ không gửi cho mục thị vũ. Tài liệu của tập đoàn lệ thị chứ. Đề phòng trường hợp, thì tôi cũng đã kiểm tra phòng anh và tìm thấy lọ thuốc ngủ này. Cô giả vờ cũng bình đó. Suýt chút nữa tôi đã tin cô rồi. Thiếu gia, có phải là có hiểu nhầm gì không? Muốn thoát khỏi lệ bạc ngôn không có đơn giản như cô nghĩ đâu. Chỉ có mục gia chúng tôi mới có thể cạnh tranh với lệ gia. Nghĩ kỹ rồi thì gọi điện cho tôi. Đi đâu đấy? Đi dạo. Tôi nói cô có phải đang cùng mục thịnh vũ hẹn hò không tôi là cùng với mục thịnh vũ gặp mặt tiện nhân đừng tưởng tôi không biết cô cố tình gả vào lệ ra tôi là vì đưa cho mục thịnh vũ thông tin tình báo đúng không nếu anh đã biết rồi vậy thì chúng ta ly hôn đi như này tôi cũng không cần nhìn sắc mặt anh nữa anh cũng không phải lo tôi là mật báo tô tử cô có phải nghĩ là cô lấy thì tôi không có cách nào à cô có tin tôi hiện tại có thể bóp chết cô không sao lại ngất rồi tình dậy tống thanh gọi cao mục dương nhanh tới đây tim vẫn ổn tại sao thỉnh thoảng lại ngất xỉu trần đoán của cậu có đáng tin cậy không thế tim thật sự không có vấn đề gì nhưng cậu với một phụ chơi xài. trò chơi kích thích như vậy. Không bảo hộ thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ, tim không có vấn đề gì thì tốt. Cái gì? Phụ sản sao? Không sai, tính theo thời gian. Thì chắc là lần cái đêm mà cậu tìm tôi giải quyết thuốc kích tiểu tử này. Cậu nói cậu lần trước, đêm đó, còn tìm tôi làm gì chứ? Ta. Ha ha. Lệ bạc ngôn quay lại chưa? Thiếu gia vẫn chưa về ạ. À? anh định nhốt tôi bao lâu nữa không muốn không muốn đâu tiểu tử của tôi alo bà của cô hiện tại đang trong tay tôi bác gái lệnh. muốn cứu bà ta cô phải đáp ứng một điều kiện của tôi bây giờ tôi đang bị con trai bà nó ra khỏi phòng tôi còn có thể làm chuyện này cô nhất định làm được mấy ngày nữa là ngày rỗ của tiêu tiêu tôi muốn cô ở trước mặt bạc ngôn chính miệng nói ra cô là người giết tiêu tiêu tôi không có giết người các người các người muốn hất nước bẩn lên người tôi đúng không đây là tiểu tử của bà không muốn đâu được tôi đồng ý điều kiện của bà không được phép làm hại bà của tôi vậy thì phải xem biểu hiện của cô rồi alo Mẹ nên làm gì đây? Móng tay mới đẹp quá. Ngày khác bác cũng làm một cái. Ai ra? Con dâu tốt của tôi. Con vẫn còn trẻ như vậy mà. Sao ra đi sớm vậy? Con mang kẻ giết người này đến đây làm gì? Lẽ nào con cảm thấy tiêu tiêu chết vẫn chưa đủ khổ sao? Mẹ! Tô tử có thai rồi. Cái chết của tiêu tiêu vẫn chưa được điều tra rõ ràng tôi không ngờ anh vẫn còn chút niềm tin vào tôi anh bạc ngôn trước khi chị tôi chết thì cũng có thai đúng không lệ lệ hôm nay là ngày dỗ của chị cô đừng có nói nữa bác gái nếu hôm nay tôi mang tội danh này gánh trên lưng thì đời này cũng không thể lấy lại thanh danh còn có cậu tiêu tiêu thủ phạm thực sự đã có thể bị giấu kín mãi mãi tôi nên làm gì bây giờ tô tiểu thư sao hả trước mặt người cô đã giết cô không có lời gì để nói à tôi có lời muốn nói tôi thừa nhận là hung thủ giết hại hứa tiêu tiêu tô tử cô nói cái gì tôi nói tôi là người giết hứa tiêu tiêu tôi đâm cô ấy một lần lại thêm một lần nữa và nhìn cô ấy chết trước mặt tôi như này đã hài lòng các người chưa nói cho tôi đó là sự thật sao là thật hay giả không phải trong tim anh rõ nhất sao chỉ là anh không muốn tin vào điều đó thôi. Tô tử. Tôi phải giết chết cô. Tôi hận các người. Tôi hận cả nhà các người. Tô tử. Bác gái. Tôi sẽ không bao giờ để tên sát nhân này. Sinh ra con của bạc ngôn. Bác sĩ. Người đâu? Bác sĩ. Nhanh. Bác sĩ cao, con của tôi đâu? Chúng tôi trong cơ thể cô đã phát hiện thành phần của cà phê. Dù đó không phải nguyên nhân cái chết, nhưng đứa trẻ không giữ lại được. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Giờ điều quan trọng nhất chính là giữ gìn sức khỏe. Mẹ bắt tôi phải thừa nhận giết người. Con trai thì trong bữa ăn hạ thuốc. Lệ ra, thủ đoạn của các người siêu thật đấy. Lệ phu nhân, tôi đã làm những gì tôi đã hứa. Lúc nào thì thả bà tôi ra. Tiếp theo, hãy đem giấy ly hôn của cô đến trước mặt tôi, thì tôi sẽ thả bà cô ra. Khi cô đưa giấy, nói lời giữ lời, phát hiện cô ấy cùng với Mạc Thịnh Vũ. Trò chuyện, tôi lấy dao đâm cô ấy từng nhát từng nhát. Tôi sớm đã nhìn thấy cô ấy đi mua thuốc phá thai. Tô Tử. Mỗi lần tin cô, thì cô đều làm cho tôi thất vọng. Thiếu phu nhân, lệ bạc ngôn đâu? Nếu không ở đây, giúp tôi chuyển cái này cho anh ấy. Ây thiếu phu nhân. Cô ấy đâu? Thiếu phu nhân cô ấy về, về lệ ra thu dọn đồ đạc rồi hả? Lập tức về nhà. Vậy cuộc họp thì sao ạ? Hủy bỏ. Cô đây là có ý gì? Nghỉ việc. Là nghĩa của chữ trên đó. Buông tay, cô có quyền lựa chọn à? Anh đã hại tôi làm tôi mất đi đứa trẻ, là cô không muốn có đứa bé đó, bây giờ cô nợ tôi một đứa con. Cùng tôi làm một đứa. Buông tôi ra. Mẹ con các người có thể ngừng diễn xuất được không? Tôi thật sự rất mệt. Không muốn đi làm, thì cứ ở nhà. Vậy thì đơn từ chức này tôi đồng ý. Vậy thì giấy ly hôn thì sao? Cô muốn cùng tôi ly hôn như thế sao? Anh không thể buông tha cho tôi sao? Tiêu tiêu là do cô hại chết. Bây giờ đến đứa con cũng không còn nữa. Trừ khi tôi chết, Chuyện của cô tôi đã nghe nói qua rồi. Anh là đến xem trò cười của tôi à? Đừng có cúc máy, lời đề nghị của tôi. Cô có thể cân nhắc. Tôi thật sự có thể giúp cô, không cần nữa. Cảm ơn mục thiếu. Lúc đó nếu tôi đến sớm hơn, bây giờ người bên cạnh em, có lẽ là tôi. Bảo tôi quay về sớm như vậy làm gì? Lệ bạc ngôn. Có thể anh không nhớ, hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm chúng ta quen nhau. Đó là mối quan hệ của chúng ta. Không cần phải tổ chức cái dịp này đâu. Đây là món bít tết yêu thích của anh. Từ 18 tuổi đến hiện tại. Đã qua 10 năm. Thật sự phải ăn mừng lớn một chút. Ăn xong bữa cơm này. Chia tay trong vui vẻ đi. Tôi biết mà. Thì ra là tiệc hồng môn. Cô nghĩ tôi sẽ ký nó không? Tôi quen anh được 10 năm. Tôi đã phải ngồi tù 5 năm. Mà nguyên nhân chính là do anh lệ bạc ngôn. Đối mặt với anh như thế này, tôi muốn rời đi thì có gì sai chứ? Tôi đã từng nói với cô, trừ khi tôi chết, thì cô đừng hòng rời xa tôi, đừng ép buộc tôi. Ha ha ha. Cô vì muốn ly hôn với tôi mà lấy dao đe dọa tôi phải không? Buông xuống. Anh đừng qua đây. Muốn giết tôi à? Được thôi, giết đi. Đến đây, giết tôi, đâm vào, giết tôi thì cô tự do rồi. Tôi tử. Cô giết Tiêu Tiêu. Giết con của tôi. Bây giờ đến cả tôi cũng không tha. Tôi không có. Tôi tử tôi nói cô này. Ân oán giữa chúng ta nhiều đến mức không đếm xuể. Cô nghĩ rằng tôi sẽ tha Vì tôi nợ anh mà tôi không thể trả hết. Vậy nên tôi sẽ lấy mạng sống để bù cho anh. Cô không cần mạng nữa à? Hôm nay. Hôm nay hoặc là ly hôn. Hoặc là tôi chết. Cô muốn rời xa tôi như vậy sao? Đúng. Thay vì ở bên cạnh anh. Tôi thà chết còn hơn. Được. Tôi ký. Bây giờ tôi ký. Từ hôm nay trở đi, cô được tự do rồi. Cô hận tôi mà hận đến mức độ này. Thiếu gia. Bác gái lệ. Đây chính là bản thỏa thuận ly hôn mà bà muốn. Cũng đúng giờ quá nhỉ. Một kẻ sát nhân như cô, lẽ ra đã bỏ lệ ra của chúng ta từ lâu rồi. Lệ lệ à. Con mới là con dâu, hoàn hảo nhất trong lòng ta đợi sau khi ra ngoài rồi bác sẽ để cho bạc nguông cưới con tổ chức cho con một hôn lễ thật lớn cảm ơn bác gái con gọi bác gái à đứng lại bà nội tiểu tử không phải kẻ giết người cô muốn đưa người phụ nữ bên cạnh quay về chính là đem hung thủ giết người thật sự mang về nhà. Bà, bà ăn nói hồ đồ gì thế? Bà nội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Vào thời gian đó, bà đến bệnh viện để chăm con. Đúng lúc nhìn thấy, hứa lệ lệ giết tiêu tiêu. Là cô. Bà có bằng chứng không? Nhưng đêm đó không có video giám sát, cho thấy có người vào phòng bệnh đó mà. Hứ. Chứng cứ sao? Chứng cứ đây. Mẹ, mẹ không thể tin bà ta nói được Cô vẫn là nên gọi là bác gái đi Không đúng Nếu sự thật đúng như những gì bà nói Tại sao bà không đứng lên và làm chứng Mà bây giờ mới nhảy ra Bà đã hại cháu gái bà ngồi tù 5 năm vô ích Bởi vì tiểu tô không phải cháu gái ruột của tôi Bà Bà 20 năm trước Con trai tôi và vợ nó gặp tai nạn giao thông Cả hai đều chết chỉ để lại cho tôi một đứa bé vừa chào đời cô nói xem một bà già như tôi sao có thể nuôi dưỡng con bé thành người như này đúng lúc hứa gia phu nhân cũng vừa mới sinh một đứa bé gia đình của cô ấy có điều kiện tốt tôi liền vì sự ích kỷ của mình đem hai đứa bé gói lại đưa họ con à con mới là nhị tiếu thư của hứa gia Hứa lệ lệ Không phải mà Tôi mới là nhị tiểu thư của hứa gia Tôi thân sự tôn quý Bà đừng có ăn nói linh tinh Bà nói cho con biết Mọi chuyện không phải thật Cháu mới là cháu gái ruột của bà Đúng không? Con à Nếu con là cháu bà ruột thì tuyệt vời thật tốt Nhưng mà Con là nhị tiểu thư Của hứa gia trái tim của đại tiểu thư chứ không sao có thể phù hợp với con như vậy chứ đủ rồi tôi đến tận đây không phải đến xem các người nhận thân đâu thật là xui xẻo bác đưa con ra ngoài có được không bây giờ chúng ta có thỏa thuận ly hôn rồi bác đưa con ra ngoài như vậy liền có thể cùng anh bạc ngôi cơm mồm cô chỉ là con của một người hầu lại còn là kẻ giết người dựa vào cái gì mà muốn vào lệ ra ai cũng không được đi Biết tại sao tôi lại chọn nơi này để gặp mặt không? vì đây là nhà máy hóa chất bị bỏ hoang các người nói xem nếu có điều gì bất ngờ xảy ra ở đây như là một chỗ bị dò dỉ và vô ý được phát hiện ra một số thi thể phụ nữ không rõ danh tính vậy ai còn có thể nghi ngờ tôi được nữa hứa lệ lệ cô điên rồi cô dám sao mọi chuyện như này rồi tôi cũng không ngại nói với các người hứa tiêu tiêu là do tôi giết đó dù sao giết một người cũng là giết giết một nhóm cũng là giết vì vậy những người biết bí mật của tôi đều phải chết cứu mạng mở cửa lệ bạc ngôn nghe điện thoại nghe đi mà đúng rồi mạc thịnh vũ mau đến cứu bọn tôi tiểu tử bà nội không ổn rồi mở cửa ra, con à, con đi đi, con không thể đi, mau đi, hai mươi năm trước vì bà ích kỷ nên đã bỏ rơi các con, năm năm trước bà đã biết là lệ lệ giết người, lại ngu ngốc giúp cô ta giấu nó, ngồi tù mất năm năm, chịu bao nhiêu cực khổ, con à, con đi đi. Tống Thanh. Thiếu gia, anh tỉnh rồi. Tìm thấy chưa? Anh hãy xem tin tức này đi. 6 giờ 10 phút sáng nay, đám cháy đã bùng phát khiến 36 người thiệt mạng và hai người bị thương nhẹ. Cái điện thoại này đưa đến bệnh viện Có vẻ như nó là của thiếu hai khu. người còn lại mất liên lạc. Hiện nay cơ quan công an đã kiểm soát được. Không thể nào. Vừa rồi vẫn còn thoải mái vui vẻ. Không. Thiếu gia bác sĩ cao đặc biệt bảo anh nằm vào tĩnh dưỡng anh không thể đi không được tôi buộc phải đi mạc thịnh vũ em đã ngủ suốt vài ngày nay rồi em muốn đi đâu tôi đã làm xong hộ chiếu rồi chỉ cần em nguyện ý tôi có thể đưa em ra nước ngoài để phục hồi sức khỏe bất cứ lúc nào tôi không muốn ra nước ngoài hứa lệ lệ hại chết tiêu tiêu còn có con của tôi tôi làm sao có thể ra nước ngoài được vậy sau này cô sẽ định làm thế nào tôi muốn hứa lệ lệ nến thử nỗi đau mất đi tất cả anh bạc ngôn, anh không thể uống nữa, uống như vậy sẽ khiến cơ thể suy sụp. Ba tháng rồi, không có tin tức của cô ấy. Rốt cuộc em đang ở đâu? Tô tử. Tiểu tư anh không thể sống thiếu. Cô ấy đã làm tổn thương anh như vậy. Anh vẫn còn nhớ mãi không quên cô ta sao? Không, anh có thể phấn chấn lên một chút không? Bác gái hiện tại vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc đoàn lệ thị. Chỉ có mình anh là trụ cột. Tôi đây là đang muốn làm gì vậy? Anh vẫn còn em à? Em vẫn luôn ở đây. Chúng ta kết hôn đi được không? Như thế. Cho bác gái sự sung hỉ. Nói không chừng ở trong nhà có hỉ sự. Thì bác gái sẽ tỉnh lại. Cơ cơ. Cơ cơ. Cuối cùng anh cũng thuộc về riêng em. Hứa tiểu thư, đây là mẫu do chính nhà thiết kế vi viên của chúng tôi thiết kế. Sau đó, nó có 288 viên kim cương ở phần thân trên. Mặc lên sẽ thật sự sẽ rất lấp lánh. Chọn nó đi. Thanh toán. Ừm, Vâng ạ. À. thật là một chiếc váy cưới đẹp nhưng thật tiếc thiện ác đều có báo ứng những người làm điều xấu như cô còn sống thì tôi làm sao chết được cô con tiện nhân là người hay quỷ đừng có nghĩ đến việc đứng trước mặt tôi hứa lệ lệ cô có biết cô làm sai cái gì không thứ nhất cô hại chết con tôi thứ hai cô giết bà của tôi cô bây giờ những người tôi quan tâm trên thế giới này đều bị cô hại từ bây giờ. Cô nên sống trong sự lo lắng. Mỗi ngày đi, tôi sắp được gả vào lệ ra rồi, trở thành tân nương của anh Bạc ngô rồi. Cô nghĩ rằng tôi sẽ sợ sao? Vậy sao? Nếu anh Bạc Ngôn của cô mà biết, cô giết người thì sao nhỉ? Cô nghĩ là anh ấy sẽ tin cô Cô yên tâm. Nó giống như một quả bom hẹn giờ. Và tôi đang cầm chiếc điều khiển từ xa. Tôi sẽ đợi thời gian cô hạnh phúc nhất. Nhấn chiếc điều khiển đó. Tô tử tôi phải giết cô. Giờ mà đã không giữ bình tĩnh được rồi. So với những gì cô làm với tôi, nó thật sự chả là gì cả. Hứa tiểu thư, cô không sao chứ, tôi không sao. Sao loại người nào các cô cũng cho vào thế? Tôi xin lỗi, nhưng thẻ này của cô hình như không sử dụng được. Sao có thể? Đây là một thẻ đen không có giới hạn. Có lẽ nó đã bị hủy rồi chăng? Càng không có khả năng. Là máy móc của các cô có vấn đề thì sao? Cửa hàng tồi tàn của các cô. Chiếc váy cưới này tôi mua rồi. Vậy, cô là muốn đi quẹt thẻ đi không có mật mã. Tôi cùng với vị tiểu thư này nói chút chuyện. Vâng. À đúng rồi. Tiệm của các người không phải loại người nào cũng cho vào. Nhất là loại người. Mua không đủ khả năng mua mà vẫn mặc cô. Là cô. Cô đã dùng thủ đoạn di động đến thẻ của tôi rồi. Sao cô không đi hỏi người đưa cô tấm thẻ này ấy? Tôi có chút chuyện, không cùng cô chơi được nữa rồi. À đúng rồi. Cô vẫn còn, cởi chiếc váy cưới này ra đi. Nếu không, tôi sẽ tìm nhân viên tiệm. Cởi nó ra. Không đúng. Bây giờ quay về rồi. Anh bạc ngôn liền hủy. Hôn lễ thì làm sao? Có vẻ như tôi phải làm gì đó rồi. Cô đừng có trách tôi đó. Thiếu gia. Tìm thấy tô tử rồi đúng không? Không phải. Nếu anh không quay lại công ty để chủ trì công đại, thì lệ thị không giữ được, được rồi. Thiếu gia, anh đã không đến công ty 3 tháng rồi, doanh thu của Lệ thị đang giảm mạnh, Mục thị đang bí mật mua lại cổ phần của Lệ thị. Nói trọng điểm, có một cuộc họp thương mại vào buổi chiều, tôi nên nói phó chủ tịch mới được bổ nhiệm của Mục thị sẽ chủ trì cuộc họp, nếu anh còn không quan tâm nữa, thì Lệ thị thực sự xong đời rồi. Anh đi đâu vậy thiếu gia? Bên phía Lý tổng như nào rồi? Anh ấy chỉ nói chỉ cần thêm hai điều nữa là được. Đồng ý với anh ta, vâng. vậy chúng ta còn thiếu cái gì? Vẫn còn thiếu chữ ký của Lệ tổng. Lệ tổng bọn họ đều đồng ý ký tên rồi cô ba tháng không có tin tức gì tôi còn tưởng cô chết rồi làm lệ thiếu thấy chướng mắt rồi sau chuyện nhà máy bỏ hoang bị dò dỉ chất thải cơ thể cô không để lại di chứng gì chứ vừa rồi không phải lệ thiếu thấy rất rõ rồi sao Cảm, cảm ơn lệ thiếu đã quan tâm. Có cần thiết mỗi cơn cô đều phải bóp nghẹt tôi vậy không? Sao nào? Vị hôn phu của tôi làm cho lệ thiếu không vui rồi. Vội chưa cười sao? Được lắm, tô tử. Cô tìm đủ mọi cách để ly hôn với tôi. Đều là vì muốn gả cho anh ta sao? Chuyện tình cảm. Cạnh tranh công bằng. Không được sao? Mục thịnh vũ. Chỉ cần tôi ở đây một ngày, thì đừng nghĩ đến việc mua bán, sát nhập của các người. Tô tử Tô tử Sao vậy? Mùi lòng rồi Em không có Em quên anh ta trước đây đối xử với em như nào rồi sao? Khi em xảy thai Khi bà em qua đời anh ta đều không ở đây hơn nữa đây cũng là bước cuối cùng để đánh bại tập đoàn Lệ thị, em đừng mủi lòng em đây. biết rồi. Có một vài chi tiết em cần phải xác nhận một chút, em đi trước đây. Thiếu phu nhân, tôi và Lệ tổng các anh đã ly hôn rồi, nói đúng ra, anh nên gọi tôi là phó tổng Tô. Phó tổng, có chuyện gì? Thông tin chi tiết về việc sáp nhập, lệ tổng vẫn chưa hài lòng. Đây đã là lần thứ bảy đúng pháp lý của tôi thực hiện thay đổi. Lệ bạc ngôn rốt cuộc muốn như thế nào? Lệ tổng có nói muốn để anh ấy ký, cô phải tự mình tìm anh ấy đàm phán. Được voi đòi tiên. Thiếu phu nhân, không, phó tổng tô. Trong thời gian cô vắng mặt, lệ tổng luôn điên cuồng tìm cô khắp nơi. Tôi thực sự có thể nhìn ra anh ấy quan tâm cô. Quan tâm sao? Anh ta sợ tôi sẽ đi không có ai để hành hạ thôi. Ngày mà cô rời đi, Do mất máu quá nhiều mà anh ấy đã bị hôn mê, vết thương sâu như thế. Ngay khi tỉnh dậy anh ấy đã đi cuồng tìm kiếm cô. Anh ấy là thực sự quan tâm đến cô. Không được mềm lòng, Ồ, oh, Tô tổng cuối cùng cũng có thời gian gặp tôi rồi à? Tôi đã đọc chi tiết hợp đồng 7 lần rồi, tôi đã cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của anh, tại sao còn không ký? Nếu tôi không ký, thì cô sẽ làm gì tôi? Đưa ra yêu cầu đi, cái gì? Anh đưa ra yêu cầu đi, như nào thì anh mới ký. Được. Vậy thì cô hứa với tôi, hủy bỏ hôn ước với Mục Thịnh Vũ. Đó chính là điều kiện của tôi. Cô vẫn nghĩ là vết thương của tôi 3 tháng rồi vẫn chưa lành sao? Anh lừa tôi, đồng ý hay không đây? Nếu mà lệ cứ nói những lời ép buộc như này, vậy anh đi mà nói chuyện với nhóm pháp lý của tôi đi. tử? Vẫn là chọn giúp mục tình vũ. Anh bạc ngôn, bác gái lệ xảy ra chuyện rồi, cái gì? Tôi lập tức qua đó. Mẹ. đây là chuyện gì vậy anh bạc ngôn vừa nãy có người muốn ám sát bác gái may mắn là em phát hiện kịp thời và ngăn lại không thì bác gái có lẽ nói rốt cuộc là chuyện gì là tô tử chắc chắn cô ta gái lệ vẫn bình an vô sự vì tránh rắc rối sau này liên phái người đến giết bác gái anh bạc ngôn tô tử vì muốn có một trái tim tương thích đến cả chị em cũng giết bây giờ vì để diệt trừ lệ ra mà lại muốn giết bác gái lệ may mắn em đã phát hiện kịp thời nếu không bác gái lệ đã. Tiểu thư, chiêu này của cô. Cao Minh thật đấy. Một kẻ giết người như cô sao dám đến đây. Anh bạc ngôn, anh mau đưa cô ta vào tù đi. Cả đời này đừng cho cô ta ra ngoài nữa. Tô tử. Cô không có gì để giải thích với tôi sao? Giải thích. Tại sao tôi phải giải thích với anh? Khi tôi cố gắng giải thích thì anh tống tôi vào tù trong 5 năm. Tôi muốn chớp lấy cơ hội để chứng minh mình vô tội. Cuối cùng thì đứa trẻ không còn. Bà nội cũng thế. Loại chuyện moi ruột để chứng minh sự trong sạch của mình. Tôi làm đủ rồi. Cô ta khi ở trong nhà máy, đã nhốt bọn ta lại. Muốn dùng khí độc để giết chết bọn ta. Cô ta đã ở trước mặt bọn ta, thú nhận mọi tội ác của mình. Ta thật hối hận. Khi tin cô nhiều năm như vậy, anh bạc ngôn, anh không được tin lời bà ấy nói. Không phải như vậy đâu. Tống Thanh, Đưa cô ta đến cục cảnh sát cho tôi Đừng mà anh bạc ngôn Anh bạc ngôn Anh đừng tin lời bà ấy Không phải như anh nghĩ đâu Tống Thanh hãy giúp tôi chăm sóc cho mẹ Vâng Tô Tử Tô Tử Tô Tử, anh xin lỗi Trước đây anh đã hiểu lầm em Lệ bạc ngôn, buông tôi ra Anh nghĩ một câu xin lỗi Nên có thể giải quyết các chuyện chúng ta trước đây sao Không phải em muốn công ty sao anh đưa công ty cho em, tất cả cổ phần đều cho em. Lệ Bạc Ngôn, anh nghĩ như thế này thì có thể bù đắp tất cả những món nợ với tôi bấy lâu nay sao? Nằm mơ đi. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ dùng cách của bản thân mình để đạt được lệ TH gì. Anh, anh không bao giờ có thể trả lại những gì anh đã nợ tôi đâu. Anh không bao giờ có thể trả lại những gì anh đã nợ tôi đâu. Được. Chỉ cần em quay lại, em muốn hành hạ anh như nào cũng được. Từ tô, em vẫn còn yêu anh đúng không? Lệ Bạc Ngôn tôi quá mệt rồi tôi chưa bao giờ có thể nhìn thấu được anh anh luôn rất khó đoán trước đây anh tống tôi vào tù bây giờ anh lại có thể giao công ty cho tôi tôi không còn tin anh nữa rồi chúng ta đừng gặp nhau nữa tôi phải giết cô Em không phải Nói những gì anh nợ thì không thể trả sao Vậy bây giờ anh Đem mạng của mình cho em Lệ bạc ngôn Mau gọi bác sĩ nhanh Lệ bạc ngôn Anh hãy giữ vững Tô tử Tô tử tôi cầu cho tôi ra ngoài có được không Ở đây rất đáng sợ Tôi chưa từng giết người mà Sao cô có thể vu cáo hãm hại tôi tù 5 năm kia chứ Cô mới là một kẻ giết người thực sự, còn ác ý hại người khác. Cô nghĩ rằng cô có thể thoát khỏi đây à? Cô hãy đợi được vào tù ngồi đi. Tôi cảnh cáo cô, thả tôi ra ngoài mau. Cô chính là phu nhân của lệ tổng tài đó. Vậy sao? Vậy tôi cũng nói cho cô. Lệ bạc ngôn hiện tại bị cô đâm, vẫn phải nằm trong bệnh viện. Hôn mê không tỉnh kia, sao có thể chứ? Sao tôi có thể làm anh bạc ngôn bị thương chứ? Nhất định là cô đã gài bẫy tôi. Tôi tử, cô có thét, thả tôi ra ngoài được không? Tôi sẽ nói cho cô một bí mật nhé. Cô vẫn còn bí mật gì? Biết vì sao lúc đó tôi lại đổ tội cho cô không? Bởi vì tôi đã phát hiện, lệ bạc ngôn ngay từ đầu đã yêu nhầm người. Cô có ý gì? Lệ bạc ngôn luôn yêu người. Mà từ lúc nhỏ đã hát cho anh ta nghe, hứa tiêu tiêu, nhưng hứa tiêu tiêu từ bé chưa từng nhìn thấy anh ấy. Nên lúc đó tôi đã biết anh ấy yêu nhầm người rồi. Ha ha ha. Cô, vì vậy mục tiêu của tôi luôn là cô. Hứa lệ lệ, Cô không bao giờ có thể rời khỏi đây đâu. Cô hãy mở to mắt ra và nhìn cho kỹ, tôi mới chính là phu nhân của Lệ Tường Tài. Bà nội, con trai, chị Tiêu Tiêu. Mọi người có thể an nghỉ rồi tôi nghĩ cô quyết tâm như vậy thì sẽ không bao giờ đến đây nữa anh ấy như thế nào rồi khả năng rất cao không thể tỉnh lại Sao anh lại ngu ngốc như thế hả Lệ Bạc Ngôn? Ai cho phép anh chặn nhát dao đó thay em? Em vẫn chưa hận anh đủ mà. Anh tỉnh dậy đi, em cầu xin anh đấy, anh tỉnh dậy đi đừng chết mà. Cầu xin anh. Anh dậy đi. Vì Lệ thị. Anh tỉnh dậy nhé được không? lệ thị không thể sụp đổ à đúng rồi anh yên tâm anh cứ yên tâm nhé em gái vậy tại sao anh lại muốn cưới tôi Hứa lệ lệ tôi nói cô, hôn ước của chúng ta hủy bỏ đi, hủy bỏ sao? Tại sao chứ? Là vì tôi từ cái con tự nhiên đó sao miệng? Miền ếch danh. Từ khi nào mà miệng của cô trở nên bẩn thỉu như vậy? Miệng tôi bẩn sao? Lẽ nào tôi nói sai cái gì sao? Tôi cũng nghe nói. Cô ấy hiện tại là vợ chưa cưới của Mục Thịnh Vũ. Lần này cô ta quay lại là vì hạ bệ lệ thị. Không cần nói nữa. Cô ta chắc chắn đã sớm cùng Mục Thịnh Vũ câu kết cùng nhau rồi. Lúc đó cô ta tìm mọi cách để tiếp cận anh chỉ là bây giờ vì tình nhân của cô đi làm mật báo rồi. Tôi bảo cô không cần nói nữa. Nhưng cô ta giết chị tôi. Cô ta là một con tiện nhân, tiện nhân. Anh đánh tôi. Anh vì cô ta mà đánh tôi sao? Xin lỗi lệ lệ. Hôn ước của chúng ta vẫn là hủy bỏ đi. Em nhất định sẽ làm cho anh chết tâm với tô tử. Được thiếu tôi thực sự rất cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi trong lúc tôi cần nhất anh hỏi em thật sự không thể kết hôn cùng anh sao em yêu anh ta rồi tôi cũng không biết em yêu anh ta rồi anh vẫn là đến chậm một bước mục thiếu tôi có thể lấy lại tất cả lễ thị mà anh có không được dù sao thì việc của lệ thị cũng là của em anh có thể biết là tại vì sao không lệ bạc ngôn bây giờ không ở đây tôi phải giúp anh ấy bảo vệ lệ thị anh biết ngay mà đợi đã anh thực sự đã yêu em không quan trọng nữa rồi đúng vậy không còn quan trọng nữa Tôi tuyên bố, cuộc khủng hoảng mua bán sắp nhập của Lệ Thị đã được giải quyết thành công. Từ bây giờ, Mục Thị sẽ không sử dụng bất kỳ hình thức nào để cắt thiệp vào nội bộ của Lệ Thị nữa. Lệ Thị em đã giúp anh bảo vệ rồi. Tại sao anh vẫn chưa tỉnh lại vậy? Thiếu phu nhân, Lệ Bạc ngô đâu? Thiếu phu nhân, Thiếu phu nhân cô nghe nói đi, Thiếu phu nhân cô nghe tôi nói đi, anh ấy ở đâu? Anh mau nói đi mà Tô tử Ta à, Thiếu phu nhân Vừa nãy đang định giải thích cho cô Thiểu ra vừa đến liền đi tìm cô rồi Cô không cho anh ấy một cơ hội giải thích sao Kết hôn không Không kết Không sao Vậy đợi em muốn kết Thì chúng ta liền kết hôn